với chương trình thông tin du học của công ty du học Tân Đại Dương hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những cái mà các bạn cần phải mang theo khi mà các bạn chuẩn bị đi du học tại đất nước Canada. Và trước khi lên đường du học thì bạn cần phải kiểm tra lại toàn bộ các giấy tờ tùy thân để đảm bảo rằng bạn không quên bất cứ điều gì, và bạn cần có trong tay những cái giấy tờ như sau. Về giấy tờ tùy thân thì trước khi lên đường du học thì bạn cần phải chuẩn bị hộ chiếu, và bạn hãy kiểm tra cái hộ chiếu của mình xem là nó còn hẹn và có hợp lệ hay không. Về visa du học thì nó sẽ được dán thẳng ở trong hộ chiếu, và trên đó thì có ghi multiple, có nghĩa là bạn có thể ra vào nước Canada nhiều lần trong cái khoảng thời gian và nó có giá trị mà không cần phải làm thêm bất cứ thủ tục gì đối với cơ quan di trú của Canada. Tuy nhiên thì để chắc chắn hơn thì bạn cũng nên tham khảo các ý kiến của các cơ quan là di trú tại nước sở tại trước khi mình rời Canada, vì đôi khi có những quy định mới mà bạn chưa nắm bắt kịp. Nếu visa ghi single thì bạn chỉ có quyền vào Canada một lần mà thôi, và sau khi mà rời khỏi nước này và lần tới thì bạn phải làm lại thủ tục xin nhập cảnh như là cái lần đầu tiên của bạn. Thư của lãnh sứ quán Canada thì đó là lá thư chấp thuận cho bạn vào học ở Canada và được dán ngay vào trong hộ chiếu để bạn kiểm tra xem. Và khi đến cửa khẩu tại Canada thì bạn phải trình cho nhân viên di trú xem cái lá thư này, và bạn cần phải là đó phải còn là bản chính và cái thư chấp nhận nhập học của trường học tại Canada, và bạn cũng cần phải có bản chính về cái lá thư chấp thuận của trường mà bạn sẽ theo học để mà bạn có thể trao cho cái người mà nhân viên di trú khi mà đến sân bay Canada. Về vé máy bay thì bạn cần phải kiểm tra cái lộ trình chuyến bay trước khi được ghi trên cái vé xem nó có đúng hay không. Và vé của bạn thì thường là vé một chiều, nhưng nếu mà bạn có dự định về thăm gia đình trong cái thời gian trước một năm thì bạn có thể mua vé hai chiều để có thể tiết kiệm được chi phí. Ngoài ra là về chứng minh nhân dân, nếu không có việc gì cần dùng ở Việt Nam thì bạn hãy đem chứng minh nhân dân theo nhé. Và nó có thể sẽ hữu ích cho một số trường hợp khi mà bạn cần phải chứng minh gốc tích của mình mà không có sẵn trong tay các loại thẻ chứng minh khác của Canada. Về tài liệu học tập, thứ hai là về tài liệu học tập thì bạn cần phải chuẩn bị là từ điển, gồm có từ điển tiếng Anh, tiếng Pháp, hay là tiếng Anh Việt, hay là Pháp Việt, hay là Việt Anh, hay là Việt Pháp. Thì có lẽ thì nó sẽ là một cái từ điển rất là hữu ích cho các bạn trong cái thời gian đầu mà bạn có thể mua chúng tại Canada. Nhưng nói chung thì nó sẽ tắt hơn nhiều lần so với mua tại các cửa hàng sách tại Việt Nam. Ngoài ra thì nó còn là sách học và tài liệu nghiên cứu. Nếu là bạn là du học sinh học sau đại học thì tất cả những gì bạn sẽ nghĩ là sẽ cần trong cái tương lai cho việc học tập của bạn thì bạn đều nhất thiết bạn nên đem theo. Thứ ba là về phương tiện học tập. Bạn nếu như bạn có máy vi tính cá nhân thì bạn cũng nên đem theo, ví dụ như là laptop. Nếu như mà bạn chỉ đem theo nếu là máy tính xách tay không quá cũ, chỉ từ 1 trong tới 2 năm trở lại đây, thì vì bạn không thể mang máy để bàn thì điều đó cũng khá là mong cời và không có hợp với lợi khí kinh tế của mình. Và lưu ý thì những cái đồ dùng mà sử dụng cái nguồn điện 110V và các ổ cắm điện thì có kích thước khác với lại ở Việt Nam. Về thứ tư là về tiền bạc. Về vấn đề tiền mặt thì theo quy định của ngân hàng nhà nước thì bạn có thể đem theo tối thiểu là khoảng 7.000 USD mà không cần phải khai báo, nhưng mà nếu bạn đem theo nhiều hơn thì bạn cần phải có giấy phép của ngân hàng nhà nước. Về giấy khai sinh thì bạn cần phải đem theo là 1-2 cái bản tiếng Việt là có công chứng và bản dịch ra tiếng Anh hoặc Pháp có công chứng. Về học bạ thì bạn có thể sẽ cần đến học bạ khi mà bạn xin vào học ở một số trường tiếp theo mà sau khi mà bạn đã học xong cái trường mà bạn đang học tại Canada. Do đó bạn nên có một cái bản tiếng Việt của học bạ và vài cái bản sao dịch ra tiếng Anh hay là Pháp, và luôn luôn có kèm theo công chứng. Bạn tốt nghiệp thì bạn hãy mang theo các bản gốc của bạn mà tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trung học phổ thông hay là các cơ sở và bản dịch có công chứng. Cái đó là tùy theo cái nơi mà bạn sẽ học, cái gì để bạn sẽ học tới đâu, và bạn cũng sẽ cần đến chúng để xin học những cái chương trình cao hơn nữa. Ngoài ra là còn có một cái quyển sổ ghi chú. Bạn hãy đem theo một cái quyển sổ nhỏ, trong đó là bạn có ghi chép tất cả các địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email cần thiết như là trường học của bạn, cũng như là cái người mà tên mà người có trách nhiệm hay là người quen ở Canada, nhà của bạn ở, tên các thầy cô giáo, bệnh viện, công ty bảo hiểm, công ty thẻ tín dụng, ngân hàng của bạn. Và để tránh, bạn nên tránh ghi trong cuốn sổ này đó là các mã khóa hay password hay là sổ tài khoản, sổ thẻ tín dụng v.v.
về cái thẻ tín dụng, thì cái thẻ tín dụng này thì ngày càng phổ biến trên thế giới như là một phương tiện thanh toán tiện lợi và an toàn. Thì bạn có thể dùng cái thẻ tín dụng để mà trả tiền khi mà mua hàng hóa, đóng học phí, chi phí bảo hiểm, vé máy bay, khám chữa bệnh trong các trường hợp là bạn không được bảo hiểm y tế chi trả, mua vé xem phim hay là thuê xe vân vân. Mà khi thiếu tiền mặt đột ngột thì bạn có thể dùng thẻ tín dụng để mà rút tiền tự động tại các điểm ATM có ở khắp nơi trên Canada. Cái loại phổ biến nhất đó là Visa và Mastercard. Hiện nay thì đã có mặt ở một số ngân hàng tại Việt Nam như là IDBank hay là ACB hay là ICB hay là Vietcombank vân vân. Thì bạn có thể liên lạc để mà tìm hiểu về các thể thức cũng như các điều kiện để mà cấp thẻ cho bạn. Và bạn cũng nên chú ý là cái lãi suất của thẻ tín dụng thì khá là cao và bạn nên sử dụng có kiểm soát, và nên nhớ rằng đây không phải là cái thẻ chi tiêu miễn phí cho bạn. Điều quan trọng thứ năm Tân Đại Dương muốn nhắc nhở bạn đó là cái vấn đề quần áo. Bạn cần phải phân chia ra đó là quần áo mà bạn đi dọn đồ. Cái này là đem theo một bộ áo, quần áo để dự phòng hay là đồ vệ sinh, nên bỏ tất cả vào một cái túi xách tay theo trong người và không gửi theo hành lý. Nếu bạn trung chuyển qua đêm thì nhất thiết bạn phải có quần áo dự phòng. Và nếu là mùa đông thì bạn nên phải có áo ấm, khăn choàng, găng tay luôn luôn đem theo trong túi xách. Về quần áo cho mùa đông thì nói chung thì bạn cũng không cần phải mua quần áo cho mùa đông tại Việt Nam vì nhiều vì có thể là không đủ tiêu chuẩn cho mùa đông tại Canada. Về quần áo mặc cho mùa hè, mùa xuân hay là mùa thu thì bạn cũng không cần phải đem theo quần áo gì đặc biệt cả. Nếu như mà bạn sang Canada vào mùa hè thì bạn sẽ có rất là nhiều cái quần áo có thể lựa chọn. Về thứ sáu là về vấn đề thực phẩm. Và trước khi lên đường thì bạn có thể nhận được vô số quà cáp, trong đó là có rất nhiều các loại thực phẩm như là trái cây, đồ khô, bánh kẹo, thậm chí là cả nước mắm hay là các loại mắm vân vân, người ta có thể gửi cho bạn hay là cho thân quyến hay bạn bè của bạn bên Canada. Và theo kinh nghiệm của Tân Đại Dương thì bạn nên đem theo thực phẩm của Việt Nam sang Canada. Hiện nay thì bạn cũng không cần phải nhất thiết là phải đem vì có thể là sẽ gây rắc rối cho bạn. Về cái vấn đề về quy định thực phẩm thì chính phủ tại Canada rất là nghiêm cấm du nhập vào trong nước các loại thực phẩm tươi sống theo đường xách tay hay là qua ngõ hàng không như là trái cây tươi, thịt cá, và chỉ cho phép một số loại giới hạn thực phẩm khô như là bánh kẹo, đồ hộp, thực phẩm chế biến vân vân. Thì bạn cũng không thể đem các loại cây cối, hoa cỏ có dính đất, hoa cằn được ghép thì đem vào nước Canada. Bạn nên cần lưu ý nhé. Điều thứ bảy đó là bạn nên chuẩn bị các vật dụng cá nhân. Bạn có thể đem theo máy ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc hay là băng vân vân thì sẽ được nhập miễn thuế nếu là đồ dùng cá nhân của bạn. Và chú ý đó là điện thuế tại khu vực Canada đó là 110 V, nên máy móc của bạn cần phải có thể là sẽ không thể chạy được. Về hình ảnh hay là băng video hay là software phần mềm thì bạn có thể đem tự do những thứ này vào Canada, nhưng mà bạn nên tránh đem theo các CD, VCD hay là DVD hay là phần mềm không có bản quyền gốc. Và để biết thêm các thông tin về du học Canada cũng như là cái vấn đề về hồ sơ hay là đến nước Canada, bạn có thể tìm hiểu qua công ty họ Tân Đại Dương qua số điện thoại là 3848 4879, hoặc các bạn hãy truy cập vào website tânđạidương.edu.vn hoặc là www.tdd.com. Xin chào các bạn.